Báo cáo quý vị, lúc này đang là buổi trưa ngày mùng 3 tháng 5 năm 2020. Và đồ gỗ Đức Thiện chân thành cảm ơn quý khách đã từ thành phố Nam Định để về ký vào cái đồng hồ cổ bọn tôi là máy đứt. Đấy, anh cứ ký vào điểm nào cũng được. Ký nhỏ nhỏ ở trong. Ở đây là chiếc đồng hồ mà máy nguyên bản của Đức sản xuất từ những cái năm khoảng độ 74-78. Nó có cái số in đằng sau. Và cái này chúng tôi cam kết là máy zin tuyệt đối 100%. Còn lại tất cả những chi tiết ngoài là Việt Nam sản xuất. Và cái này tôi chưa giới thiệu lên trên YouTube bao giờ. Tại vì từ cái lúc mình sản xuất và mạ vàng xong đúng cái dịp cách đây khoảng một tháng, là lúc đấy còn đang cả nước còn đang phòng chống dịch, là cũng chưa giới thiệu này lên. Hôm nay bác định đến thăm những cái mọi khi những cái hàng mà hay bán 65 triệu, nhưng mà cái này là mạ vàng Tây Hà Nội luôn. Tất cả các cái chi tiết từ mặt đến các cái quả tạ và quả lắc đây, mạ vàng đây. Và cái này là giá thành là 75 triệu tại xưởng. Chúng tôi chân thành cảm ơn bác. Xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo cái số điện thoại 0984 666 999 hoặc là Zalo là 0967 666 111. Và trong gà chúng tôi luôn luôn là song song có hai loại, một loại là để giả cổ để mộc, và cái các cái chi tiết kia là bằng đồng không mạ vàng là 65 triệu và cái hàng đánh xi và mạ vàng hết là 75 triệu, nó chênh nhau 10 triệu của cái phần thêm. Còn phần máy nó vẫn như nhau, âm thanh vẫn tuyệt hảo như nhau hết. Cảm ơn quý vị.